Tiếp theo đó là những thứ cung gốc. Thì để gọi lệnh thì bạn chọn vòng crafting, còn vòng grinding cooler thì nó đo sẽ đo với khoảng cách từ một điểm tới một đầu thang. Đầu tiên bạn chọn cái đầu thang trước, sau đó bạn chọn một điểm. Thì lúc này bạn di chuyển thì bạn sẽ hiện ra cái trị kích thước tùy theo cái vị trí bạn muốn di chuyển.